Em cảm ơn. Thì các bạn thì mỗi lần mà đến với TV thì là do mình đam mê chứ không phải là mình đang nói về quảng cáo cái gì hết á. Thật sự đầu TV nó tốt, nó chất lượng lắm. Cho nên lần nào đến mình cũng muốn mua một món gì đó, mua là cái bình xăng. Lọc cái bình xăng này 2 lít rưỡi hay nhiêu lít thôi? Dạ, 2 lít rưỡi. À, đây là bình xăng 2 lít rưỡi nè. Mình tính uống thử bên trong xe. Một cái bơm về như là 2-3 triệu vậy. Cái bình thì có 2.4 thôi. Đẹp lắm rồi, giống như xe đẹp lắm. Dày chắc chắn. Nói mình chơi thử, xem xe thử. Đẹp lắm. Bạn Lạc đi ốm thử vô tình không có xe của mình để mình coi thử. Lạc nói thiệt nha, em bán đầu DVD về rồi nhìn đồ có gì không? Em ghiền xong em mới vô đây, em vô đây ghiền hơn nữa. Vô đây về khó ngủ luôn không? Gắn lắm mà giờ chưa có xe để gắn. Anh thì anh mơ lắm cho nên trước giờ mà anh mà có cái xe nào hợp á, anh cũng suy nghĩ để lắp cái này cái kia tiện dụng. Anh thì anh chơi cái Google tiện dụng. Thường những cái thiết bị nào anh thấy cần á, thì vừa rồi trải nghiệm xe đi cái cung đường á khoảng 300 cây, anh thấy là bình xăng xe nó KTM 250 thì nó là 11 lít. Anh nghĩ là nếu mà có thêm cái bình xăng xe cưa cũng hay. 2 lít rưỡi là cũng. Lý do là sao biết không? Vì khi mình đi những cái chỗ mà nó hẻo lánh á, mình lựa chọn cái xăng petrolimet á, chất lượng á, lại không có để mình đổ mình cứ không an tâm. Hoặc là cái thứ hai á, là cái gu của anh là hay đi ban đêm nhiều. Mà đi đêm thì nhiều khi thỉnh thoảng mình mới đi, mình không có nhớ cái trạm xăng nó nằm ở vị trí nào á. Mình biết là có trạm nhưng mình đó là á, đây mình đi cũng không thoải mái những cái đầu. Suy nghĩ nhiều cho nên nếu mà có cái xe cưa cũng hay. À, nếu mà đi đường dạng như đường đông như vậy á thì xe anh nó tính á là như ta 33 cây một lít. Thì còn nếu mà đi ra đường tua thấp á thì nó lên được 45 cây một lít. Thì anh nghĩ 2 lít rưỡi này nó trung bình ra chắc cũng cỡ được khoảng 60 cây, có 1 cây 70 cây trở lên. Em hay bị kiểu mà ráng để kiếm cây xăng cho nó petrolimax hoặc là ngon lành. Đúng rồi, anh cũng kiếm petrolimax những cây kia thì coi như là nó dừng lại xăng. Đúng rồi, mấy lần đó là đi chung với mấy xe bự á cũng hút được. Xe mình 11 lít mà đi chung với lại xe 17 lít thì cái chặng đường của mình nó lại ngắn hơn. Hay là nhiều khi mình có cái này á cũng như cầm cự thôi, chứ mà còn để mà đi theo đoàn hay tôi theo đoàn á thì mình vẫn phải ở lại xa thì mình ngừng nếu mình đổ xăng. Ví dụ như anh dùng cái dòng tù này á thì anh gắn bên đâu cũng được hết. Ví dụ như anh muốn đổi chiều thì chỉ cần đổi ban. Đúng rồi, đúng rồi. Anh nghĩ là bên đây tại vì bên kia là hướng đê, đúng không?
rồi, nó cái hơi nó nóng hơn. Có hai chỗ còn là trước và sau. À. Ở đây phải chỗ dưới nè. Đẹp luôn á, giống như trên catalog luôn á. Để giữ giữ nha, là anh chụp bằng bánh thử rồi. Đẹp. Cái này chặn hai đầu rồi nên mình chỉ cần siết cái dây thôi. Siết dây rồi nó cố định, không sợ rớt. Còn để mặc áo á. Nguyên cái option này là khoảng bao nhiêu tiền? Cái bộ bát này là 2 triệu á. Giá bán lẻ là 2.010.000. Còn cái bình này thì chỉ có 340 thôi. Có nhiều anh là mua cái bình không, về tự chế bát hoặc là cùng cách mình gắn lên những cái xe khác á. Bình giá này tốt. Nếu mà chơi như vậy, như mình chơi đúng option đó thì mình mua luôn cho nó đúng luôn. Thì nó anh theo anh thì anh thấy là nó vẫn hay, tại vì khi mình người ta chế người ta đã có cái tận dụng, có sẵn phòng mình chơi đúng option của nó luôn là tiện nhất. Còn có nhiều anh thì mua về để vô thùng hoặc là chế mình gắn lên cái xe nào đó. Đây là tôi ứng vô thử phần này, anh ứng vô thử này. Rồi, các bạn đó bạn, dưới là bộ thêm thùng nè, bình xăng nữa, thì xe mình cũng dạng như adventure lắm rồi đó, đi đường xa cũng ok lắm rồi đó. Quán này là đi tour Đà Nẵng sắp tới là ok luôn rồi đó. Đoàn hội mô tô Đà Nẵng. Đỡ quá. Nói là đi ra đây là nó muốn tính tiền. Nhưng mà tự nó là mình không có đồ, tại vì do là các bạn ở đây là cũng phải làm được mới có sống được. Chứ làm mình không có dám đồ đem đồ ra tử dùm cho mình. Đang là việc cần lắm, tôi bán cho mình nhiều sản phẩm mà nó đem cái xe của mình ở càng ngày mình thấy càng hợp lý và càng đẹp. Cho là không giờ giờ tốt hơn nữa, có thêm nữa cho lấy cái bình xăng ha. Ok, bên em mới mở lên cái địa chỉ bên quận 7 á, chỗ nào anh dẫn tiện ghé qua chơi. Ok, là có chi nhánh cái gì mới mở ở bên Tư Hưng nha. Hôm qua anh chơi gì thì anh có tao thuốc cho em, anh thấy là nên đó mới ở. Nhưng mà lúc nào là cũng tính tự lên đó nếu mà em ở bên đó. Vì tại vì anh em mình học vui nha, em tư vấn cho anh nó dễ hơn. Em cũng tính nói anh là
ví dụ mình máu mạnh muốn gắn cái bình xăng á thì có gì liên lạc anh trước. Okay. Mà ở đâu á thì ok, coi là ở đâu á. Còn thì bên đó bên thứ bảy em chỉ là thứ sáu với thứ bảy. Thứ sáu với bảy về thấy bình xăng mấy bạn đi gắn cũng được nhưng mà em thích chính tay em gắn cho anh hơn. Ok, thấy bình xăng á thật sự là thích. Nếu mà có bình nó là quá tiện dụng luôn. Bình xăng làm sao á, anh có nghĩ cách này cách cũng phải gắn à. Ok, các bạn có nhu cầu thì đến 169 ngay cho tự ủng hộ.